À, Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay à, về danh Xin chào tất cả các con, cô rất vui khi được gặp lại các con trong video bài học ngày hôm nay Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chữa bài tập các con nhé Chúng ta sẽ cùng chữa bài tập trong bài học tiếp theo với chủ đề Em làm được những gì Ở trong bài học này thì chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức mà các con đã được học ở trong các bài trước nhé các con hãy cùng dở sách vào bài tập toán tập 1 của mình trang 40 nhé. À, chúng ta đang chữa bộ sách này là bộ sách chân trời sáng tạo đúng không nào bây giờ các con hãy cùng giở sách của mình ra và chúng ta sẽ cùng làm bài tập ngày hôm nay bài tập đầu tiên đầu bài yêu cầu chúng ta này khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng tức là có gợi ý cho chúng ta ý a ý b như thế này và các đáp án a b c đáp án nào là đáp án đúng thì các con sẽ lấy bút và khoanh vào đáp chữ cái đó nhé ở bài tập đầu tiên thì ý a này Số 702 được viết là à ở đây ý đáp án A thì có số 72 số 0 rồi đến số 2. Ý B là 720. Ý C là 70 và 2 thì sẽ số 702 được viết như thế nào? À thường là chúng ta đọc như thế nào thì chúng ta viết như vậy đúng không nào? Bài tập này chắc chắn là quá đơn giản với các con rồi. Đáp án của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ xét này. À, số mà viết theo thứ tự hàng trăm chục và đơn vị 700 là số 7 này. Linh 2 tức là hàng chục sẽ là số 0 đúng không các con? Đó, nhưng mà 702 cơ mà ở đây thì nó không phải là 700 nữa mà số 7 này ở hàng nghìn rồi. Như vậy đáp án A là sai. Đáp án B lại càng không đúng đúng không nào bởi vì đây là 720. Thế thì 702 đây chúng ta sẽ chọn đáp án C các con nhé. Chuyển sang ý B này, số 850 đổi viết thành các tổng trăm chục đơn vị là? À, chúng ta sẽ xem đáp án nào thì đúng nhỉ Thứ nhất là số 800 ở đây, tổng các trăm mà, chục và đơn vị, tức là chúng ta đã có số 800 rồi, đúng không các con? Thế thì các con thấy là đáp án B và đáp án C thì chỉ có một số 8 thôi, như thế này đã sai rồi, bởi vì ở đây là có hàng trăm mà trăm chục đơn vị mà nên chúng ta sẽ chọn đáp án A là đáp án đúng nhá. 850 được viết bằng 800 cộng 50. Đó. Rồi. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo nhá. Bài tập tiếp theo trang 40 đặt tính rồi tính. Ô bài tập này thì thực sự rất là đơn giản với các con rồi bởi vì chúng ta vẫn thường làm các phép tính như thế này đúng không? Ý A tổng của 571 và 264. Thế thì khi hỏi là tổng của hai số thì chúng ta sẽ làm phép tính cộng đúng không nào? Chúng ta lấy 571 cộng 264 đặt phép tính theo hàng dọc như thế này hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị hàng chục thẳng hàng chục và hàng trăm thẳng hàng trăm cái này quá là quen thuộc với các con rồi đúng không nào 1 cộng 4 bằng 5, viết 5 ở hàng đơn vị, 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1 sang hàng trăm là uh, nhớ 3 và số 2 này thành 3 này, 5 cộng 3 thì bằng 8. Vậy là kết quả bằng 835. Rất đơn giản đúng không nào? Ý B, hiệu của 571 và 264. Hiệu ở đây đó, thì chúng ta phải thực hiện phép tính trừ đúng không nào? Uh, để để biết được hiệu là gì thì chúng ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi số trừ thế thì số bị trừ phải là số lớn hơn đúng không à, thế thì trong hai số này thì 571 thì lớn hơn 264 nên chúng ta sẽ lấy 571 trừ đi 264 chúng ta đặt phép tính theo hàng dọc như thế này 11 trừ 4 bằng 7 à, viết 7 nhớ 1 sang hàng chục nhớ 1 vào 6 thành 7 7 trừ 7 bằng 0 viết 0 ở hàng chục và chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo 5 trừ 2 thì bằng 3 nên kết quả bằng 307 bài tập này rất là đơn giản rồi đúng không các con chắc chắn là bạn nào cũng sẽ làm được Chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo trang 40 tính giá trị của biểu thức. Ồ, giá trị của biểu thức thì chúng ta đã học ở trong bài trước rồi. Ở IA này thì trong biểu thức này thì không có dấu ngoặc Biểu thức này thì vừa có phép cộng vừa có phép chia Thế thì nếu như không có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước và phép cộng sau đúng không nào? Tức là cái số ở đây thì chúng ta sẽ bạn giữ nguyên số 30 và dấu cộng này 20 chia cho 5 bằng 4 Rồi bây giờ chúng ta lấy 30 cộng 4 kết quả bằng 34 Vậy là biểu thức A thì có kết quả bằng 34 quá là đơn giản đúng không các con? Chuyển sang IB này, IB thì các con thấy là trong biểu thức này thì có dấu ngoặc đúng không nào Nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong dấu ngoặc trước Số 2 và dấu nhân chúng ta giữ nguyên, chúng ta thực hiện phép tính ở đây Là lấy, lấy 10 trừ đi 1 đúng không? 10 trừ 1 bằng 9, nhớ 1 sang 7 thành 8 8 trừ 8 bằng 0, 7 trừ 7 cũng bằng 0 Như vậy đáp án ở đây là bằng 9 này 2 x 9 thì bằng 18 đó, vậy là chúng ta đã tính xong kết quả của biểu thức B rồi, kết quả bằng 18 đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo. Bài tập tiếp theo trong trang 40, điền số và dấu chấm. Ý A, đầu bài gợi ý là mỗi bông có 5 cánh hoa, vậy 8 bông thì có bao nhiêu cánh hoa? Ý B, có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có bao nhiêu đôi đũa? Ồ, chúng ta cùng chuyển làm ý A nhé. Mỗi bông thì có 5 cánh hoa, một bông thì có 5 cánh hoa Thế mà 8 bông như vậy thì có bao nhiêu cánh hoa? Chúng ta sẽ làm phép tính nhân đúng không? Lấy 5 nhân 8 hay là 8 nhân 5 thì cũng như 5 nhân 8 hay là 8 nhân 5 thì cũng như vậy nhá Kết quả thì đều bằng 40 Và chúng ta sẽ có đáp số bằng 40 cánh hoa Còn IB có 12 chiếc đũa như nhau 12 chiếc đũa Vậy thì có bao nhiêu đôi đũa? Mỗi đôi đũa thì là có hai chiếc đúng không các con? Đó, nên là chúng ta sẽ Để biết là có bao nhiêu đôi thì chúng ta sẽ lấy 12 Chia cho 2 đúng không nào 12 chiếc đũa Mà mỗi đôi thì có hai chiếc Để biết là có bao nhiêu đôi thì chúng ta sẽ lấy 12 chia 2 kết quả bằng 6 đôi Đó vậy là chúng ta cũng đã làm xong bài tập này rồi các con nhé Chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo trong 40 này Bà sinh mẹ năm 25 tuổi Mẹ sinh tâm năm 30 tuổi Năm nay tâm 9 tuổi Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi À ở bài tập này thì các con Sẽ cần phải uh, Suy nghĩ và chúng ta sẽ cần Phân tích đầu bài một chút nhé Trước tiên là các con Cần phải đọc kỹ đầu bài này Bà thì sinh mẹ vào năm 25 tuổi Mà Mẹ lại sinh tâm Vào năm 30 tuổi Và tâm Năm nay thì 9 tuổi Hỏi tuổi của bà là bao nhiêu À, thế thì trước tiên chúng ta cần phải biết về tuổi của mẹ đã nhé Rồi Trước tiên chúng ta, các con sẽ, uh, chú ý này Chúng ta đã biết tuổi của tâm rồi Tâm năm nay là 9 tuổi Đúng không nào? Mà mẹ thì sinh ra tâm vào năm 30 tuổi đó tức thực 30 tuổi ở đây chỉ là cái năm mà năm mà mẹ sinh ra tâm thôi Khi mà mẹ sinh ra tâm thì mẹ được 30 tuổi Chứ còn đến đến khi mà tâm 9 tuổi thì mẹ được bao nhiêu tuổi Đó, thế thì chúng ta phải tính ra tuổi của mẹ hiện nay đúng không? Bằng cách lấy 30 là tuổi mà bắt đầu sinh ra tâm Cho đến khi tâm 9 tuổi thì lấy 30 cộng 9 bằng 39 Đó, Thế thì bà lại sinh mẹ vào năm 25 tuổi Mà mẹ thì bây giờ được 39 tuổi rồi Thế thì để tính của tuổi của bà hiện nay ấy, Thì chúng ta phải lấy phải lấy 39 đây này 39 là số tuổi của mẹ từ khi sinh ra cho đến bây giờ là 39 này Cộng với số tuổi của bà khi sinh mẹ là 25 Tổng là bằng 64 tuổi Đáp số là 64 tuổi Phần bài này các con có thấy khó hiểu không? Ờ, chúng ta cần phải suy nghĩ một chút và tư duy một chút thì bài tập này cũng sẽ rất là dễ thôi không có khó chút nào cả đó thứ nhất là cái mốc năm này đều là mốc năm mà đều là mốc tuổi mà bà và mẹ thì bà sinh ra mẹ khi đó bà đã được 25 tuổi rồi và mẹ sinh tâm khi đó đã được 30 tuổi rồi nó chưa phải là số tuổi thực tế cho nên là các con lại phải tính ra số tuổi thực tế đó, bằng cách là lấy tuổi tính tuổi của mẹ hiện nay thì lấy 30 cộng với 9. Sau đó thì bằng 39 rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy tính tiếp tuổi của bà bằng cách là lấy 39 cộng với 25. Đó bằng 64 tuổi. Nếu bạn nào mà chưa quen thuộc với bài tập này thì các con hãy luyện tập lại nhé, làm làm lại và các con hãy tập phân tích đầu bài nhé thì bài tập này sẽ rất là dễ thôi, không có gì là khó cả. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo trang 41. Viết vào chỗ chấm. Tam giác ABC có ba đỉnh là gì và ba cạnh là gì? Bài này cũng rất là đơn giản rồi. Tam giác này thì mỗi một góc như thế này này thì được gọi là một đỉnh các con ạ. Mà ở đây thì có ba góc, được gọi là ba đỉnh. Đỉnh A, đỉnh B và đỉnh C đúng không nào? Rồi, tiếp theo ba cạnh này. Mỗi một cái đường thẳng này là một cạnh này có cạnh AB, cạnh BC và cạnh CA hay là cạnh đó đúng không nào chúng ta sẽ uh, viết đỉnh trước AB, BC và CA các con nhé như vậy có 3 đỉnh và cũng có 3 cạnh đúng không rồi chuyển sang bài tập cuối cùng trong trang 41 điền số và dấu chấm uh, đây là đơn vị đo chiều dài đúng không nào đó bây giờ chúng ta sẽ cùng nhớ lại cách quy ước cách đổi nhé đơn vị đo như thế nào và chúng ta sẽ làm bài tập này sau đó ý b thì sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé này đó cái này thì nó không cùng một đơn vị đo nên chúng ta cần phải đổi nó về cùng một đơn vị đo và chúng ta sẽ sắp xếp nó theo thứ tự từ lớn đến bé chúng ta sẽ cùng làm bài tập này lần lượt nhé các con hãy nhớ lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo để điền số thích hợp vào ô trống và à, ờ, ta sẽ có bảng như sau. 1 km thì bằng bao nhiêu mét? Thứ nhất là 1 km này, số 1 giữ nguyên. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng quy đổi về mét. Thì sẽ cho chúng ta đáp án bằng 1000 mét. Tiếp theo 1 mét thì bằng bao nhiêu decimet, bằng bao nhiêu cm và bằng bao nhiêu mm. 1 mét thì bằng 10 dm Bằng 10 dm Đó Mét xong rồi đến mét đúng không Mét này xong rồi đến mét này Đó xong rồi đến cm Thì 1 mét sẽ bằng 100 cm Các con nhớ nhá Mét này mét này cm đúng không nào Tiếp theo đổi về mm Mét này mét này cm này Mm này. Đó, như vậy là 1m 1000 mm là như vậy. 1 dm bằng bao nhiêu cm? 1 dm này, dm rồi đến cm này nên bằng 10 cm. Tiếp theo, 1 dm này, 1 này, dm này, cm này, mm này. Như vậy thì 1 dm 100 mm. Rồi, 1 cm thì bằng bao nhiêu mm? 1 cm thì bằng 10 mm đúng không nào? Đó, rất là đơn giản thôi Như vậy là chúng ta đã làm xong ý A rồi Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ý B nhé Ở cái phần này này, các con chỉ cần nhớ Nhớ giúp cô về mối quan hệ giữa các đơn vị đo ấy, Là các con sẽ quy đổi một cách rất là dễ dàng thôi Chúng ta cùng chuyển sang ý B Ý B thì 1km hay là 300cm hay là 2m Thì nó đang khác nhau về đơn vị đo cho nên các con sẽ cùng đổi nó về mét nhé Cùng đổi về mét Ở phần trước chúng ta biết rồi 1 km thì bằng 1000 mét Rồi tiếp theo Chúng ta đổi 300 cm 300 cm thì bằng 3 m cm này dm si này mét này đó như vậy thì là 3 mét rồi 2 mét thì nó đơn vị đã là mét rồi đúng không nào? Thế thì ba số là 2 mét 1.000 mét và 3 mét Thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Theo thứ tự, từ lớn đến bé Đầu tiên thì sẽ là 1.000 rồi đúng không các con? 1.000 mét là lớn nhất rồi 1.000 sau đó thì đến số 3 đúng không nào? Từ lớn đến bé mà 1.000 là lớn nhất Sau đó đến số 3, rồi đến số 2 Đó Như thế này, 1.000 mét này sau đó đến 3 mét này rồi đến 2 mét này hay là chúng ta có thể viết theo đơn vị ban đầu đó là 1 km lớn hơn 300 cm và lớn hơn 2 mét đó Ờ, đối với phần bài tập này thì có bài tập nào mà các con chưa rõ Thì các con hãy luyện tập lại nhé Hãy luyện tập lại cách làm ra nháp Và các con hãy diễn giải bằng lời của mình thì cũng sẽ giúp cho các con hiểu bài hơn nhớ bài hơn đó như vậy thì sau này khi gặp các dạng bài tập như vậy thì các con sẽ không có bỡ ngỡ gì cả đó ờ, đến đây thì cũng đã kết thúc video bài học của chúng ta rồi cô chúc cho các con thông qua video bài học của cô thì cũng sẽ có ích cho các con và giúp cho các con yêu thích môn toán cũng như là giúp cho các con đạt được những kết quả tốt ở trường nhé xin chào và hẹn gặp lại các con trong các video bài học lần sau khóa học về giách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách